Thưa quý vị, đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Hòn Đất vừa có buổi kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh báo cáo công tác tổ chức phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị, biện pháp quản lý người lao động làm việc, công tác vệ sinh khử khuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm tại nơi làm việc, khu dịch vụ, ký túc xá, khu vực nhà ăn của người lao động, đảm bảo phòng chống dịch khi đưa đón người lao động. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng đã nhắc nhở các đơn vị chủ động cập nhật bản đồ an toàn COVID-19, bố trí phòng riêng để cách ly tạm thời đối với các trường hợp đang làm việc, có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang tại nơi làm việc, nhà ăn, nhà vệ sinh, tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.